Thưa quý vị, thưa các bạn, là hoạt động quan trọng thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia thường niên do Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo thực hiện, Hội chợ quốc tế đầu tư thương mại và du lịch hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2017 đã thu hút đông đảo các doanh nghiệp thuộc các tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các địa phương của các nước thuộc tuyến hành lang kinh tế Đông Tây gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar tham gia quảng bá tiềm năng thương mại đầu tư và du lịch. Tiếp nối thành công của kỳ hội chợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây EWEC được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 và trở thành thường niên từ năm 2012 đến nay tại thành phố Đà Nẵng. Hội chợ EWEC Đà Nẵng 2017 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện thành phố Đà Nẵng đăng cai tổ chức tuần lễ cấp cao APEC 2017. Nhiều doanh nghiệp và các tổ chức nước ngoài như là Nam Phi, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Hungary, Indonesia đã tham gia cùng 22 tổ chức xúc tiến thương mại, hội doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tích cực tham gia hội chợ lần này. Năm 2017 này thì chúng tôi có 150 doanh nghiệp, 9 quốc gia, có 22 tỉnh thành trong cả nước. Và cái mong muốn của chúng tôi và cái mục tiêu của chúng tôi là làm sao cho doanh nghiệp của Lào, của Thái, của Campuchia, cả tổng cục Campuchia nữa. Cho nên là người ta đến đây, người ta tìm được cái thị trường của chúng tôi tại Đà Nẵng. Công ty Việt Nam cũng như là kiêm đối tác với công ty Campuchia hoặc với Lào để thúc đẩy là kinh tế CLV miền Trung Việt Nam, Bắc Đông Bắc Campuchia với Nam Lào. Bởi vì là khu này bây giờ là bên Campuchia cũng là cây là cơ sở hạ tầng, với đường xa này cũng tốt rồi, an ninh cũng tốt nữa. Như vậy là tạo điều kiện là cho ngành du lịch, thương mại và ngành du lịch sẽ càng ngày phát triển rất nhanh. Hội chợ cũng đã thu hút được doanh nghiệp các tỉnh thành trong cả nước giới thiệu các sản phẩm của chương trình mỗi xã phường một sản phẩm OCOP. Gian hàng của tỉnh Quảng Ninh đã trưng bày giới thiệu khoảng gần 70 sản phẩm OCOP có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức tham quan và mua sắm. Chúng tôi cũng mang đến những cái sản phẩm chính thuộc cái chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Chúng tôi tập trung giới thiệu những sản phẩm chất đặc sản của địa phương. Nó từ những đặc sản địa phương, chúng tôi đã có những cái việc mà sản xuất thành những cái sản phẩm rất đặc trưng. Ví dụ như là con hầu thì trước đó các bạn chỉ ăn con hầu tươi, con hầu nướng thôi. Nhưng tôi đã sản xuất thành những cái ruốc hầu, rồi ruốc cơ chai, rồi các loại ruốc rất là đặc trưng. Và cái này thì chúng tôi đã triển khai bán trên một số thị trường, trong đó cả Quảng Ninh và Hà Nội thì khách du lịch rất là đón nhận. Và lần này chúng tôi giới thiệu sản phẩm là như vậy. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động như là hội thảo về hợp tác và phát triển dịch vụ trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, ký kết biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối cung cầu Đà Nẵng 2017. Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất, nhà phân phối gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu kết nối hợp tác kinh doanh. Tham gia hội nghị kết nối cung cầu rất là có ý nghĩa, vì là được kết nối với lân cận các tỉnh và các nước bên cạnh, được thêm nhiều các đối tác và mới. Đồng thời sản phẩm của mình thì cũng là một cái doanh nghiệp tiêu biểu, nông nghiệp tiêu biểu ở của tỉnh Đồng Nai nữa. Rất hy vọng là luôn luôn được đi tham gia nhiều nơi khắp và sang năm lại gặp gỡ thêm hơn nữa. Thông qua cái hội nghị kết nối cung cầu, nhất là cái sản phẩm của mình ra để mà thị trường tiêu thụ được nhiều. Hơn nữa là mình khi mà mở rộng thị trường ra thì có thể là công ty mình có thể mỗi ngày mỗi tiếng lên. Hành lang kinh tế Đông Tây là tuyến đường bộ dài 1.450 km nối hai bờ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Xuất phát từ Myanmar đi qua 13 tỉnh, thành phố của 4 quốc gia là Myanmar, Thái Lan, Lào và điểm đến cuối cùng là cảng Đà Nẵng của Việt Nam. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại du lịch đầu tư trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài giao lưu, tìm kiếm đối tác cùng mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh.